Tập 38. Tỉnh rồi à? Sao ngươi lại ở đây? Thái tử Đại Lương đâu? Trốn rồi? Hay đã chết? Hay là bị cô giết rồi? Ngươi tới bao lâu rồi? Từ khi cô ngủ ở đây, giống như con heo, ta đã ở đây rồi. Uống nước đi. Chuyện của ta ngươi đừng tham dự, không có liên quan tới ngươi. À, ngươi làm gì vậy? Không phải cô không thích nhất là nợ ân huệ sao? Ta cứ để cho cô nợ ta một ân huệ lớn, cả đời cũng không trả hết. Ngươi thả ta xuống. Sao huynh xuất thành vậy? Vậy chúng ta đừng quay về nữa. Không được, muội bị thương rồi. Vũ Văn Nguyệt đến cứu giá muộn, điện hạ hoảng sợ rồi. Sao bây giờ ngươi mới tới hả? Ngươi không nhìn thấy bọn địch lúc nãy? Sợ muốn chết. Nếu không phải bản thân ta biết chút võ công thập tử nhất sinh, lấy một chọi mười, ta... Ngươi có biết những người hôm nay là ai không vậy? Vẫn chưa biết. Đây là lúc nãy ta lượm được trong lúc đánh nhau. Chắc là một địa điểm, ngươi xem thử đi, có thể sẽ có phát hiện đó. Nhà trọ Kim Nguyên. Công tử, công tử, chuyện hôm nay có chút kỳ lạ. Không những kỳ lạ, e là chúng ta đã bị người ta lợi dụng rồi. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Tên Tiêu Sách đó muốn mượn tay chúng ta diệt trừ hết mọi kẻ địch trong nước của hắn. Vừa hay ta cũng muốn gặp thử bọn điệp giả Đại Lương ẩn mình ở Trường An lúc trước, không chừng chính là chỗ quen biết. Nhà trọ Kim Nguyên. Công tử, lại gặp nhau rồi.
Đây là đâu? Đây là đâu? Thả ta ra! Thả ta ra! Vũ Văn Nguyệt, ngươi ra đây! Có giỏi thì giết ta đi! Thả ta ra! Ta đếm đến ba, cô sẽ rơi xuống. Giống như đang cơ bồng bềnh trong một tường hà ngoài thành kiến khang. Cảm giác của cô sẽ biến mất. Cơ thể và linh hồn của cô sẽ phải giao hết cho ta. Giao hết cho ta. Giao cho ta. Đào Diệp, cô sao vậy? Tôn chủ, hình như ta đã mất hồn rồi. Đào Diệp, cô là điệp giả cao cấp nhất trong mật phủ của ta. Ta tin tưởng cô giống như tin tưởng chính mình vậy. Đa tạ tôn chủ. Những người ẩn náu trong thành Trường An của mật phủ chúng ta, cô đọc thuộc lại một lần nữa danh sách sau đó đốt đi. Phố lớn ở An Thượng Môn, nhà trọ Song Lâm, trưởng quầy Lý Ngọc, Ngô Phương Khôn, Uông Văn, đứng lại đi. Nào xin mời. Nào, uống tự nhiên nha. Nương đúng là có mắt nhìn nha. Đây chính là bí quyết độc nhất dựa vào sử truyền, dùng nguyên liệu tự nhiên để phối ra. Đảm bảo sau khi sử dụng, đẹp như tiên trên trời, như hoa như ngọc. Xin phép không tiễn nữa nha, đi thông thả. À, được. Thông báo với các điệp giả còn liên lạc được ở Trường An, dừng lại tất cả nhiệm vụ. Hãy nhanh chóng tìm cách rời khỏi Trường An ngay. Càng nhanh càng tốt. Nhưng mà chúng ta đã có hẹn ước với Yến Tuân. Nếu không có chúng ta, hắn sẽ rất khó trốn thoát khỏi Trường An. Có người sẽ làm thay cho chúng ta việc này. Thanh Sơn Viện. Đã khai hết chưa? Thuộc Di Hồn quá sức lợi hại, cô ấy đã có chút thần trí không rõ ràng. Thuộc hạ để cô ấy nghỉ ngơi trước, lát nữa lại chào hỏi tiếp. Có cần thuộc hạ bắt hết đám cá lọt lưới về đây không? Một ngày một đêm nên chạy cũng đã chạy rồi. Nếu như bây giờ bắt cũng chẳng có hy vọng gì. Vậy phải làm sao? Sản nghiệp nhiều năm của họ, cửa tiệm, đường đi mới là thứ quan trọng nhất. Thông qua con đường này, hãy đi tìm toàn bộ điệp giả đại lương đang ẩn nấp ở trong nước Đại Ngụy, ra đây cho ta. Tiêu Sách dám mượn tay ta làm việc cho hắn, ta phải cắt đứt gân của hắn, xem hắn sau này có ghi nhớ hay là không. Rõ. Còn nữa, Đạo Diệp Cơ có nói chuyện của Yến Thế Tử xác thực trước. Nhớ đó, đừng bứt dây động rừng. Có thông tin chắc chắn rồi, hãy báo lại với ta. Rõ.
Thính Tùng Đường. Quanh Ca Diện, Đông Môn. Sương Dương Yến Bắc, Tương Dương Yến Bắc. Yến Tung Thế Tử có đó không? Tiêu Sách của Đại Lương tới thăm hỏi. Nói đi, mục đích đến đây của người. Một lời mở đầu rất không khách sáo đó. Với việc làm hôm nay của người và tâm trạng hiện giờ của ta, không rút đao với người đã xem như vô cùng khách sáo rồi. Bản đồ phòng thủ bên ngoài thành Trường An. Đừng nhìn ta như vậy, Yến Thế Tử. Bất kể là mật phủ cũng được, ta cũng được, chúng ta đều là người Đại Lương, mục đích đều giống nhau. Ngụy đế tàn bạo, tàn sát trung lương. Người chính trực như bổn thái tử thực lòng không thể nhìn tiếp được nữa, cần phải giương lá cờ chính nghĩa, giúp đỡ Yến Thế Tử bình an trở về Yến Bắc. Muốn nhìn thấy ta giơ cao ngọn cờ mưu phản, cùng với Ngụy đế giết chóc người sống ta chết, để cho người ở giữa ngư ông đắc lợi sao? Đừng nói thẳng thắn như vậy. Người cũng mật phủ đâu? Có việc quay về trước rồi. Nơi này do ta phụ trách. Có điều kế hoạch trước kia giữa bọn họ với ngươi không nói với ta. Bọn họ đi rất vội vã, người đi chậm hơn đều đã bị Vũ Văn Nguyệt bắt hết rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, tấm bản đồ phòng thủ này tuyệt đối đáng tin cậy. Địa hình các tuyến từ Trường An tới Yến Bắc, nhân số, quân đội, các tướng lĩnh, còn có kinh nghiệm tác chiến trước đó, toàn bộ đều viết ở trên, vô cùng tường tận. Bổn thái tử suốt dọc đường đã hao phí nửa năm, không phải thật sự chỉ ăn chơi hưởng lạc đâu. Được rồi, ta nói xong rồi. Đêm cũng đã khuya, ta ở đây chúc Yến Thế Tử. Nếu như còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không tha cho người. Người muốn nói gì? Người biết ta đang nói cái gì mà. A Sở,
Hãy mau mau khỏe lại đi. Chỉ vài hôm nữa, tất cả mọi thứ ở đây sẽ tan thành tro bụi. Tốt nhất là một ngọn lửa thiêu rụi cả Trường An. Cũng xem như là Yến Tuân có gan. À, Thái tử, Yến Tuân hắn có thái độ như vậy với ngài, chẳng lẽ hắn là vì chuyện của Đạo Diệp Cơ? Không phải, hắn là đang trách ta đưa Kiều Kiều vào chỗ nguy hiểm hại cô ấy bị thương. Vậy thì tốt. Vốn dĩ muốn để Kiều Kiều bị thương trong tay Tiêu Ngọc, nhân cơ hội làm dấy lên mâu thuẫn giữa Yến Tuân và Tiêu Ngọc, hòng giành vụ làm ăn lớn này về tay ta. Ai ngờ lại xuất hiện một tên Vũ Văn Nguyệt chứ, trong chốc lát quét sạch toàn bộ thế lực của Tiêu Ngọc trong thành Trường An. Đây đúng là tin vui ngoài dự kiến. Nhưng Vũ Văn Nguyệt bắt được Đào Diệp Cơ, mà Đào Diệp Cơ ít nhiều cũng biết được một vài bố trí của Yến Tuân. Yến Tuân không hề hay biết. Nếu như Vũ Văn Nguyệt ra tay với Yến Tuân, có khi nào làm rối kế hoạch không? Có lẽ vậy. Liệu Yến Tuân có thoát khỏi Trường An không? Ta có phải cha Yến Tuân đâu, tại sao phải giúp hắn? Việc hắn làm vốn dĩ là vụ làm ăn tạo phản, vốn dĩ nên sắp xếp kế hoạch chu toàn để lại đường lui. Nếu như tới Trường An mà hắn còn không ra nổi thì quay về Yến Bắc cũng không thể đấu lại với kẻ khác. Nếu là như vậy, chi bằng chết ở Trường An cho rồi. Chỉ là đáng tiếc cho Kiều Kiều thôi. Sợ muội tỉnh lại rồi à? Vết thương có còn đau không? Hết đau rồi. Bị thương nặng như vậy sao lại không đau được chứ? Sao liều lĩnh quá vậy? Cũng vì ta biết huynh lo lắng bản đồ bố trí ở ngoài thành Trường An, cho nên ta muốn mượn cơ hội này ra ngoài xem thử. Nhưng không ngờ, lúc muội đang nghỉ ngơi, Tiêu Sách có đến đây. Hắn tới đây làm gì? Đến đưa bản đồ bố trí toàn quân từ Trường An tới Yến Bắc. Ta biết ngay hắn không phải nhân vật tầm thường. Quả nhiên. Nhưng mà tên thái tử này tính tình ngang ngược, đồ của hắn đưa ta không chắc có đáng tin hay không. E là đề phòng vẫn hơn. Ừ. Hắn ở lại Trường An không được bao lâu nữa đâu. Mục đích đạt được rồi, với tính cách của hắn đúng là nên đi. Có phải vết thương lại đau nữa không? Không, không có. Ta chỉ cảm thấy nếu huynh đã mạo hiểm xuất thành, sao không nhân cơ hội trốn đi? Muội bị trọng thương, ta phải đưa muội về chữa trị. Là ta liên lụy huynh. Vũ Văn Nguyệt đã nhắm vào chúng ta từ lâu rồi. Yến Tuân, ta có chuyện này muốn bàn với huynh một chút. Có chuyện gì? Muội mau nói đi. Người của Tú Lệ Quân huynh dự tính thế nào? Họ vì Triệu Đông Đình đã mở cổng của hai thành trì Hồng Xuyên và Bắc Sóc. Muội để ta nghĩ thêm đi.
A Sở, chắc là Mùi đã đói rồi. Hay là hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp. Ta đi làm thức ăn cho Mùi đã. Công tử, đã chứng thực qua rồi. Những gì Đào Diệp Cơ nói đa phần đều là sự thật. Nhưng còn một số vẫn chưa tìm được bằng chứng, như thuộc hạ cảm thấy cũng gần đúng. Đa số đều là quan viên dưới lục phẩm. Bình thường thì họ không nổi bật, nhưng trải khắp triều đình nhất định sẽ thành đại loạn. Hãy khống chế bọn họ cho thật tốt. Có cần báo với quan phủ Trường An không? Tạm thời không cần. Sử dụng người của chúng ta, đảm bảo ngày đại hôn của công chúa họ không ra khỏi cửa nhà là được rồi. Rõ. Nhưng mà thủ vệ cửa đông Đặng Giáp, hãy khống chế hắn trước. Năm xưa sanh thần của huynh, công chúa đã mang theo một giò rượu ngọc phát từ trong cung. Cô ấy nói đó là giò duy nhất. Lúc đó mọi người đều thấy vô cùng quý giá. Nhưng mà gần đây ta lại có được một giò khác. Có thể thấy sự đời cũng chỉ có thế mà thôi. Lúc trước những chuyện huynh rất chắc chắn, đến sau cùng chưa chắc chắn đã là đúng. Đúng hay sai thì phải nhìn xem ai đang nhìn nhận chuyện đó. Phải trái đúng sai không phải do một mình ngươi quyết định là được. Huynh thật sự dự tính cưới Thuần Nhi hay sao? Đương nhiên rồi. Ta vô cùng hiếu kỳ, huynh đã chuẩn bị sính lễ gì? Hiếu kỳ như vậy à? Vậy tự đi điều tra đi. Ta đang điều tra đó. Đồng thời ta còn phát hiện một bản danh sách vô cùng thú vị. Viên ngoại Lan Công Bộ Thôi Giai, Tả Hiệu Quý Tương Tác Giám Bùi Minh Thư, chủ quản Thủy Long Cục Dương Miễn Chi, lực sĩ Vũ Lân Vệ Thành Nghị, thủ vệ cửa đông Đặng Giáp. Còn muốn nghe nữa hay không? Ta còn tra được chi tiết xuất công gần đây của công bộ và tương tác giám. Ta phát hiện kênh Long Sinh, kênh Vị, kênh An gần đây đều có khơi thông, mà người phụ trách chủ trì chính là Thôi Giai, phò tá hắn lại là Bùi Minh Thư. Gần đây đang là mùa mưa, mực nước đều có dâng lên, huynh gặp nhiều trắc trở, tiêu tốn ngàn vàng để sắp xếp, trùng hợp chính là hai người này. Yến Tuân, huynh đang dự định ngày đại hôn tặng một cân lũ lớn vào thành chúc mừng hay sao? Ta muốn làm gì à? Vũ Văn công tử ngươi lại không biết được sao? Trường An có 8 vạn hộ bá tánh, cộng thêm đóng binh có hơn 50 vạn người. Huynh vì việc riêng của mình thật sự định để hơn 50 vạn người chết cùng với huynh hay sao? Sau đó thông qua cửa đông Đặng Giáp khống chế trốn khỏi Trường An. Năm xưa Triệu Đông Đình dẫn theo 5 vạn cấm quân tập kích tiên phụ ta ở Yến Bắc. Thành Bắc sóc thành xuyên trả bằng một ngọn đuốc. Cơn lửa lớn tới nỗi đốt 3 ngày 3 đêm, 20 vạn quân dân chết ở trong biển lửa. Mỗi một con người ở đó có ai không vô tội chứ?
huynh cũng là người được sống sót, là người thoát được cái chết. Huynh phải là người rõ hơn ai hết nỗi đau mất đi người thân có mùi vị như thế nào. Nhưng mọi việc huynh làm ngày hôm nay so với Triệu Đông Đình có khác biệt gì chứ? Đương nhiên là khác. Triệu Đông Đình tàn sát bá tánh, chém chết Trung Lương. Còn ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người, rất là công chính. Nếu như huynh làm những chuyện này, có thể khiến huynh cảm thấy an lòng sao? Có những chuyện nếu làm thì chưa chắc đã vui vẻ, nhưng nếu như không làm thì chắc chắn không vui vẻ. Người sống trên đời không phải cứ vui vẻ là được đâu. Những chuyện này chắc người sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Cho dù ra sao, ta cũng không cho huynh đạt được ý đồ. Nếu huynh đã nghĩ kỹ rồi, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ giúp cho huynh. Trừ chuyện đó ra, còn những chuyện khác huynh đừng hòng mơ đến. Thời buổi tranh đấu, ai nấy dựa vào bản lĩnh. Nếu như ngươi muốn cản ta thì ngươi cứ việc ra tay với ta. Huynh làm những chuyện này, Tinh Nhiên có biết không? Từ đầu đã biết người của đại lương không tin được, quả nhiên là phía bọn chúng xảy ra vấn đề, để lộ tin tức ra ngoài. Cũng may chúng ta có chuẩn bị trước. Vậy bản đồ đóng quân mà thái tử đại lương đem tới có đáng tin không? Chúng ta đã có một phần đầu của bản đồ đóng quân, đại khái cũng giống như cái của hắn. Ta nghĩ có lẽ đáng tin. Thế tử, những kẻ này đều không quan trọng. Bọn chúng vốn dĩ là điệp giả đại lương, gian tế trong triều đình. Nhấn chìm Trường An cũng là kế hoạch của Đào Diệp Cơ, vốn chỉ không thể hy vọng bọn chúng có thể thành công. Chỉ là vấn đề hiện giờ, Đặng Giáp và Khúc Nghị là người của chúng ta. Bọn họ đã lộ thân phận, bị Vũ Văn Nguyệt khống chế. Mất đi bọn họ, chúng ta đã mất đi một lực lượng quân đội. Chỉ dựa vào chúng ta muốn trốn thoát khỏi Trường An, trên đường thoát khỏi truy binh, quá khó khăn. Thuộc hạ có một gợi ý, không biết có nên nói hay không. Tốt hơn là đừng nói. Ta biết cô muốn nói điều gì. Nhưng mà thế tử, ta... Hiện tại việc cần làm ngay lúc này là làm sao ngăn cản Vũ Văn Nguyệt. Chỉ cần hắn ta còn, tất cả bố trí ở trên phố Chu Tước của chúng ta đều sẽ bị hắn lật tung lên hết. Thế tử đi đâu vậy? Thay y phục, vào cung. Hai người các ngươi đem đèn để vào trong phòng đi. Dạ. Cái này đặt trên bàn đi. À, chú ý dạ tay chút, tất cả cẩn thận một chút cho bổn công chúa. Thái Di, đã chuẩn bị thế nào rồi? Đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Có gì thiếu, thiếu mất cái gì, nhất định phải bổ sung, tuyệt đối không được có sơ suất. Nô tỳ đã biết rồi. Yến Thế Tử đến. Yến Tôn ca ca, sao huynh đến đây vậy? Muốn đến coi thử. Huynh muốn đến xem muội đã chuẩn bị thế nào rồi hay sao? Thời gian quá gấp,
có một số thứ cũng chưa kịp chuẩn bị. Nhưng mà không sao, chỉ cần có thể ở cùng huynh, như thế nào cũng được hết. Ê, huynh có muốn xem lễ phục cưới của muội trông như thế nào không? Muội đưa huynh xem nha. Đi. Hoàng thượng gia đao. Di thần tham kiến hoàng thượng. Di thần tham kiến phụ hoàng. Đứng lên đi. Tạ phụ hoàng, hoàng. Phụ hoàng, Yến Tôn Ca Ca đến đây để thăm con đó. Con đánh vào cung, xem ra chuẩn bị sắp xong rồi. Đều là tư lễ giám chuẩn bị, chắc là đã chuẩn bị sắp xong hết rồi. Thời gian có gấp rút cũng không thể để Thuần Nhi nhà ta tủi thân được. Con gái của Trẫm từ bé nghịch ngợm, con bé là đứa con Trẫm thương nhất. Còn nhớ khi con bé nhỏ chừng này, Trẫm đã suy nghĩ sau này sẽ là tên tiểu tử thúi nào có thể trước nó về đây. Hey, chỉ vừa mới chớp mắt thôi thì nó đã tới tuổi xuất giá rồi. Thuần Nhi à, con có yêu cầu gì, muốn thứ gì cứ nói với phụ hoàng ha. Có công việc gì cứ để hạ nhân làm, đừng làm bản thân mệt. Phụ hoàng, Di thần không mệt chút nào. Người ban hôn con cho Yến Tôn ca ca đã là phần thưởng lớn nhất cho Di thần rồi. Di thần vui từ tận đáy lòng, không thấy vất vả chút nào hết. Vậy mọi người nói chuyện, con đi làm việc đây. Muội vào trong trước nha. Sau khi đại hôn, hai người sẽ cùng nhau về Yên Bắc, dọc đường núi cao đường xa. Lần từ biệt này không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại. Hoàng thượng quá lời rồi. Nếu như hoàng thượng muốn gặp công chúa, thần dẫn công chúa về gặp người bất cứ lúc nào. Được. Khanh sống ở kinh thành vẫn còn chưa đủ sao? Trường An phồn hoa, nơi khác sao có thể so bì. Thần đương nhiên là yêu thích. Nếu như không phải nhớ quê hương vô cùng, thần muốn sống ở Trường An lâu hơn. Đúng rồi. Tướng lĩnh đưa các người về Yên Bắc, Trẫm vẫn chưa nghĩ xong. Ngươi có bạn bè quen biết nào ở trong quân không? Cứ chọn lấy một người, dọc đường tiễn các người về, đỡ đi đường cô đơn. Tất cả nghe theo sắp xếp của hoàng thượng. Không có à? Vũ Văn Nguyệt không phải là bạn tốt của khanh sao? Trẫm điều khanh ấy từ Kiêu Kỵ Doanh ra, để khanh ấy dọc đường hộ tống ngươi về Yên Bắc. Hoàng thượng à, không giấu gì người, đó cũng là chuyện lúc nhỏ rồi. Thần và Vũ Văn tướng quân 3 năm không gặp, đã sớm xa lạ rồi. Nếu là bạn từ thuở nhỏ, cho dù là xa lạ cũng mau chóng trở nên quen thuộc ngay thôi, không đáng ngại. Hoàng thượng, thần và Vũ Văn Nguyệt đã không còn giao tình, vẫn mong hoàng thượng lựa chọn người khác. Lần này khanh ấy trở về, chưa từng gặp khanh sao? Không có. Không có. A Sở, cô có thể xuống giường rồi. Cũng gần khỏe hẳn rồi, vết thương cũng không đáng ngại, nên ra ngoài đi dạo. Cô đúng là có thể chất kinh người thật đó. Yến Tuân đâu? Đêm qua vào cung gặp Thái Hậu rồi, cả đêm vẫn chưa về, chắc là được Thái Hậu giữ lại rồi. A Sở, cô có phải về Kiêu Kỵ Doanh không? Không về nữa, Yến Tuân xin nghỉ phép cho ta rồi. Không về thì tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, không liên quan đến cô, không sao. Vũ cô nương, vẻ mặt của cô nói cho ta biết là có chuyện rồi. Mau nói, chuyện gì vậy? Người của Tú Lệ Quân có đến, muốn gặp mặt cô, bị ta đuổi về rồi. Người của Tú Lệ Quân? Người đến tên là Cát Kỳ. Hỏi là mấy hôm trước Vũ Văn Nguyệt phê chuẩn thủ lệnh cho Tú Lệ Quân đến khu binh khí lấy cung tên, cô có còn nhớ không? Nhớ chứ, là ta đưa cho Hạ Tiêu mà.
Sao vậy? Hắn không đi lấy sao? Người đó nói Hạ Tiêu đã làm mất thủ lệnh rồi. Nhưng mà người của Kho lại nói họ đã nhận được thủ lệnh, đồng thời đã giao cung tên cho người của Tú Lệ Quân. Nhưng bây giờ ở trong quân của Tú Lệ Quân lại không phát hiện cung tên mới. Hiện giờ Hạ Tiêu đã bị bắt, bị trị tội danh tham ô quân bị, nghe nói là phải chém đầu. Chém đầu? Lúc nào vậy? Giờ ngọ hôm nay. Giờ ngọ hôm nay? Ta đi xem sao. Hạ Tiêu, thời gian không còn nhiều, rốt cuộc ngươi có nói hay không? Mạc tướng không có gì để nói. Làm mất quân lệnh, mạc tướng cam lòng chịu phạt. Nhưng mà thống lĩnh đại nhân, du quan ta tham ô lương bổng, đem bán vũ khí trong quân đội, mạc tướng chết cũng không nhận. Cứng miệng dữ hả? Được, nếu như bây giờ ngươi không nói, vậy thì đến Âm Tào địa phủ nhận tội với Diêm Vương gia đi. Hạ Tiêu tham ô tiền lương, đem bán quân khí, theo quân pháp chém cho ta. Đại thống lĩnh, đại soái và phó soái đều không có mặt, chuyện lớn như vậy sao ngài có thể tự mình định đoạt? Hạ phó thống lĩnh ở trong quân đội lâu năm, cúc cung tận tụy, yêu binh như con. Ngài ấy không người thân họ hàng, một mình một thân đến Trường An lấy tiền để làm gì chứ? Đúng vậy, phó thống lĩnh của chúng ta là một người tốt, ngài đừng lạm sát người vô tội. Hạ Tiêu tham ô, chứng cứ rành rành. Ta thân là thống lĩnh Tú Lệ Quân, có quyền trừng trị cấp dưới. Các ngươi ai nấy cầu xin cho hắn. Chẳng lẽ các ngươi là đồng đảng của hắn sao? Tiểu thống lĩnh, ngài đừng ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, bốn chữ này bổn thống lĩnh gánh không có nổi. Ngược lại các ngươi, thân là cấp dưới, vu oan cho cấp trên, đáng tội gì đây? Phó thống lĩnh không phải là người như vậy. Thả phó thống lĩnh của chúng ta ra. Thả phó thống lĩnh ra đi. Thả phó thống lĩnh ra. Các ngươi đang tạo phản sao? Thả phó thống lĩnh của chúng ta ra. Thả ra đi. Thả phó thống lĩnh ra. Các quân đội. Thả phó thống lĩnh của chúng ta ra. Thả phó thống lĩnh của chúng ta ra. Các quân đội, ý tốt của mọi người, Hạ mổ ta xin nhận. Nhưng mà ta đưa các người tha hương xa xứ đến Trường An này, sống lây lất tới ngày hôm nay, không phải để mọi người cứ vậy mà chết. Chúng ta có nhà không thể về, có người thân mà không thể nhận. Ma chê quỷ hờn, trời đất ruồng bỏ. Chính vì chúng ta gánh trên vai cái tội danh phản đồ. Nhưng mà ta biết mọi người không phải, ta cũng không phải. Ai có thể nói ta biết là một người quân nhân vinh dự cao nhất là gì? Là tử chiến trên sa trường. Các huynh đệ, đời này hạ mổ ta e rằng không có phúc phần này rồi. Cho nên mọi người phải sống tiếp, ngày sau nếu có cơ hội bảo vệ nước nhà, chinh chiến sa trường, nhớ chém thêm vài nhát thay hạ mổ, dùng máu tươi rửa sạch hết nỗi nhục của quân Tú Lệ ta. Hạ mổ ta dưới suối vàng biết được. Cảm tạ các vị. Đừng có phí lời nữa, đã đến giờ hành hình. Không được giết, không được giết, muốn làm gì hả? Không được giết, các người muốn làm gì? Không được giết, 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 muốn làm gì? Muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Dừng tay, không được giết, không được giết, dừng tay, thả ra, không được giết, dừng tay, phó thống lĩnh, tay lại, muốn làm gì? Không được giết, dừng tay, không được giết. Sợ giáo đầu, cô lại tới đây làm gì? Còn thống lĩnh đại nhân thì đang làm gì? Dựa theo quân pháp, trừng phạt phạm nhân. Hạ Tiêu đã phạm tội gì? Tự ý lấy cấp quân hưởng, đem bán quân khí. Là khoản quân hưởng nào chứ? Vũ văn phó soái phát cung tên cho quân ta. Hạ Tiêu nói đã làm mất thủ lệnh, không thể lấy cung tên về. Nhưng bộ quân giới nói họ đã nhận được thủ lệnh, phát quân khí đi rồi. Đó không phải hắn lấy cấp,
thì còn kẻ nào vào đây? Không thể có người khác mạo danh thay thế để đi lấy cung tên sao? Chuyện này thì ta không biết. Cho dù là như vậy, hắn cũng mắc tội không biết bảo quản, dẫn đến làm việc mất đi quân khí, cũng đáng chịu chết. Vậy được, ngài ra tay đi. Sợ giáo đầu, cô như vậy là có ý gì? Thủ lệnh là do Vũ Văn phó soái giao cho ta, bị ta làm mất, không liên quan tới Hạ Tiêu, hắn chỉ đang bảo vệ ta thôi. Sợ giáo đầu, đừng nói nữa. Ta đã mang trên mình sứ mệnh của hoàng thượng, lại là quân quan của đại nguyện, thủ lệnh từng nằm trong tay ta, trách nhiệm này theo lý nên để cho ta gánh vác. Sợ giáo đầu, đây là do bản thân cô đòi dấn thân vào chuyện này. Cô tưởng là ta không dám trảm cô chứ gì? Đương nhiên ngài dám rồi. Với thân phận của tiết thống lĩnh đây, có ai mà ngài không dám trảm? Nhưng mà ta vẫn nhắc ngài một câu, mấy hôm trước thái tử Tiêu Sách gặp thích khách, chính là ta đi theo hộ giá, cho nên mới giữ được mạng của ngài ấy. Thái tử Tiêu Sách đã xin lệnh của hoàng thượng, hoàng thượng cho phép ta được nghỉ phép dưỡng thương, sau đó sẽ luận công ban thưởng. Nếu như ngài giết ta rồi, tốt nhất là nên báo cáo lên trên trước, tránh để cho ngài tự quyết định, sau này gây phiền phức lại khó ăn nói. Tiết thống lĩnh, ta đang suy nghĩ cho ngài đó. Được, ta đi bẩm báo. Ta muốn xem thử rốt cuộc cô có chỗ dựa lớn cỡ nào. Hai người các ngươi quỳ ở đây cho ta. Tiết thống lĩnh đi thông thả.风吹乱月光，生如初发，心有隐藏。谁人笑我悲惨，悲鸣云遮断了翅膀。坠落深渊万丈，记忆被封藏。这风雪多嚣张，就算再被践踏，也不仰望。我会越挫越强，这呼吸。